Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 6 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 823 về việc lấy ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng, là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức thực hiện tốt luật bảo hiểm y tế vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước. Nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1 tháng 7 hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Những năm qua, việc mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế giúp người tham gia bảo hiểm y tế được tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Hiện nay, hầu hết thuốc, dịch vụ kỹ thuật đều được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả khi khám chữa bệnh đúng tuyến. Với mức đóng không cao, nhưng khi mắc bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo có chi phí điều trị lớn, người tham gia bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh chu đáo, không phân biệt giàu nghèo. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh tùy từng đối tượng. Thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giúp người nghèo và cận nghèo bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau. Nhiều trường hợp không may bệnh nặng có chi phí khám chữa bệnh lớn đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh giúp họ giảm gánh nặng kinh tế. Có nhiều người bệnh được chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng tỷ đồng. Tại tỉnh Sóc Trăng, nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau, bệnh mãn tính đã vượt qua khó khăn trong bệnh tật và cuộc sống, giảm bớt gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình. Dạ, bị bệnh 9 năm. Dạ, năm ngoài mệt là lên nhập viện, mệt nhập viện. Một tuần em chạy 3 lần, một lần chạy 500 mấy. Nhờ có bảo hiểm em mới lọc được tới đây. Không có bảo hiểm chắc em không có chi phí để trả. Xã tôi bị bệnh sạn mạc, chi phí thì bác sĩ cho biết là nếu mà không có bảo hiểm là khoảng 60 mấy triệu. Nhưng mà có bảo hiểm rồi, ở y tế là người ta thanh toán cho hết. Nếu như không có bảo hiểm y tế đó thì gia đình tôi không có khả năng để lo. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Thiệp ở xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, bị suy thận 12 năm nay. Cứ cách một ngày, bà phải vào bệnh viện chạy thận. Nếu không có bảo hiểm y tế chi trả, thì thực sự là gánh nặng rất lớn đối với gia đình. À, bây giờ bị hen suyễn, bị tim to mà thòng, rồi lại bị suy thận năm nay 12 năm, giai đoạn cuối. Không có bảo hiểm thì chi phí nặng lắm. Không có bảo hiểm là đóng lần đâu 800 mấy, có thì chạy thận không có tốn tiền, rồi có các khoản xét nghiệm này kia đóng chút ít thôi. Không những giúp người tham gia bảo hiểm y tế giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính điều trị kéo dài hay những bệnh cần phẫu thuật, chính sách bảo hiểm y tế còn góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. Đến thời điểm hiện tại, số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Sóc Trăng là 829.370 lượt người, với số tiền được thụ hưởng từ chính sách bảo hiểm y tế là hơn 291 tỷ đồng. Trong đó có những trường hợp được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh với số tiền tương đối lớn, từ vài trăm triệu đồng. Điều này minh chứng rằng chính sách bảo hiểm y tế thực sự là chiếc phao cứu sinh cho người bệnh, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo. Đó là những nguyên nhân mà chi phí của bảo hiểm y tế nó chi trả nhiều á, cao mà vì lâu dài thì trong đó là có một cái bệnh thận của giai đoạn cuối. Đối với bệnh nhân thận này là mình không lọc thận thì bệnh nhân sẽ rất là nguy kịch và có thể tử vong. Còn cái chi phí như vậy thì đối với những bệnh nhân thận này nếu mà không có bảo hiểm chi trả thì tôi e rằng là những bệnh nhân này không có thể nào có tiền để mà lọc thận, để mà cái kéo dài sự sống. Tại vì giai đoạn cuối rồi, lọc thận để kéo dài sự sống thôi. Và nếu mà không có bảo hiểm chi trả thì rõ ràng là bệnh nhân không thể nào tham gia để mà trị thận được. Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi không may ốm đau, bệnh tật, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với mục tiêu trên, trong những năm qua,
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích, tính nhân văn của bảo hiểm y tế. Từ đó chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng, chăm lo sức khỏe cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình. Nhờ vậy mà số lượt người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Giai đoạn năm 2020-2021, số người tham gia bảo hiểm y tế đều đạt 100% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 95% dân số toàn tỉnh. Ước tính đến hết tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh có 1.032.143 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 89,8% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam, đạt tỷ lệ bao phủ 85,5% dân số toàn tỉnh. Để thực hiện cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện đồng bộ với một số cái giải pháp như sau. Thì thứ nhất là tăng cường các công tác chỉ đạo và lãnh đạo về chính sách bảo hiểm y tế, như là tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh xây dựng các chương trình kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế với nhiệm vụ của địa phương, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ hai là huy động các nguồn lực hợp pháp cùng với sự cái ngân sách của địa phương để mà hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng. Thứ ba là tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra về chính sách bảo hiểm y tế đối với các đơn vị doanh nghiệp, là từ các dữ liệu của cơ quan thuế cũng như là cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý lao động để khắc phục những cái tình trạng mà trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Và thứ tư là phát huy các nguồn lực của các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trong cái việc tuyên truyền và lồng ghép về cái chính sách bảo hiểm y tế trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của các tổ chức này. Thứ năm, đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, rồi giải quyết kịp thời các chế độ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Thứ sáu là phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống bảo hiểm xã hội gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ công chức viên chức, lấy cái phương châm là người dân và doanh nghiệp để làm trung tâm để mà phục vụ. Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong cái việc là tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế đối với một cách linh hoạt và hiệu quả, nhằm để tạo cái điều kiện cũng như là thuận lợi để cho mọi cái người dân dễ tiếp cận về cái thông tin chính sách bảo hiểm y tế, để từ những cái nhận biết của người dân để họ tự nguyện tham gia cái bảo hiểm y tế. Được với những cái mục tiêu như trên thì mới thực hiện hoàn thành cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Thực tế cho thấy bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là với người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội. Có thể nói, việc tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo cho cuộc sống của mỗi gia đình không nghèo túng khi bị bệnh tật, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc ta, lá lành đùm lá rách, là một chính sách tài chính y tế quan trọng của Đảng và Nhà nước để thực hiện sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhằm xây dựng một xã hội khỏe mạnh, trí tuệ. Tất cả những giá trị ấy, ý nghĩa ấy đã hòa quyện vào nhau để lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ cộng đồng của chính sách bảo hiểm y tế. Do đó, rất cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, sự chung tay của toàn xã hội để 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Và bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng, thì mỗi người dân hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì sự nghiệp an sinh bền vững xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thắc mắc cần giải đáp xoay quanh chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xin hãy gọi câu hỏi về cho chương trình qua địa chỉ soctrang.bảohiemxahoi.gov.vn hoặc Facebook Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng. Để xem lại chuyên mục này ở các kỳ, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web thst.vn và soctrang.bảohiemxahoi.gov.vn. Xin kính chào tạm biệt.